Hôm trước chúng ta đã học về sâu, đúng không? Thì nhưng mà chúng ta đã học về về kiểu dữ liệu thay đổi được là list, kiểu cái mảng dữ liệu mà không thay đổi được nó gọi là tuple, và sâu ký tự là string. Đấy. Thì tất cả những cái kiểu dữ liệu như thế thì nó gọi là kiểu dữ liệu tuần tự, tức anh gọi là iteration. Thì ở trong Python ấy thì cái kiểu dữ liệu tuần tự này là rất hay sử dụng nhé. Thì tất cả kiểu dữ liệu tuần tự này nó đều như này, nó đều có thể dùng chung, ví dụ dùng chung có cái chỉ số này, có cái hàm len là cái hàm tính độ dài này, có cái toán tử in này, toán tử for này. Đấy. Thì chúng ta đã biết làm những cái bài tập mà trên kiểu dữ liệu đó. Thì chúng ta biết cả cái range, tôi cho những là cái hàm range. Hàm range là cái hàm dùng để thường dùng cho cái lệnh for đấy. Thì hàm range nó cũng là kiểu iteration. Như vậy là kiểu dữ liệu tuần tự là một lớp những kiểu dữ liệu ở trong cái thôn mà được dùng rất là nhiều. Bây giờ thầy nhớ lại một chút nhé. Chúng ta vẫn thường chúng ta vẫn nhớ là chúng ta hay dùng cái hàm như là for in range, đúng không? In range 10 như này, đúng không? Sau đó thì là bị là print nó ra. Ví dụ nhé, dùng cái hàm y như này. Được. Tức là gì? Khi cho for y in range 10 thì là y đi chạy từ 0 cho đến 9. Thì bản thân cái range 10 này nó là một kiểu dữ liệu ở trong trong Python, mà nó là kiểu dữ liệu tuần tự. Bây giờ chúng ta lại lại bây giờ chúng ta viết đọc lại là g này bằng range 10 thế này nhá. Đấy, thì tại cái kiểu của g ra này thì nó là cái lớp range, nhưng mà nó vẫn là tuần tự. Mà đã là tuần tự ấy thì chúng ta có thể dùng được những cái hàm như là hàm len. Len của g là bao nhiêu? Len của g là 10, hay là có thể dùng chỉ số đây g không là bao nhiêu, là không g 9 là bao nhiêu, g9 là 9, được chưa? Đấy, thì như vậy là range là một này, list này, tuple này, rồi là string. Thì tất cả những cái đó nó là thuộc kiểu nó thuộc kiểu nó thuộc cái kiểu dữ liệu gọi có một từ chung là kiểu dữ liệu tuần tự, nó iteration nhé. Thì trong Python cái đó là quan trọng. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái khái niệm nữa là về nâng cao hơn về chỉ số. Tức khi mô tả chỉ số ấy, thì ví dụ thầy viết a này, a là một cái dãy, một cái list này nhá. Thì a chúng ta có thể thì từ trước đây chúng ta vẫn chỉ mô tả như này thôi. Đấy, như là a, ví dụ là k, khi mô tả một cái chỉ số thì là k. Nhưng mà thực ra chúng ta có thể mô tả thêm khái niệm nữa, nó gọi là vùng chỉ số, hay tiếng Anh gọi là slicing, tức là từ đâu tới đâu. Khi mình thi thì viết là như này, a này không này, sau đó dấu cách ra, sau đó là hai, dấu hai chấm nhá, sau đó là 4 chẳng hạn, 3 đi. Thì như vậy là khi tôi viết là a 0 2.3 thì là gì? Tức là đó là cái vùng chỉ số từ chỉ số 0 đến chỉ số nhỏ hơn 3, tức là 2. Thì đây chính là cái vùng chỉ số là từ 0 này, A0 là 1 này, A1 là 2 này, và A2 là 3, từ 0 cho đến 3. Như vậy là cách chúng ta mô tả một cái vùng chỉ số là như thế này, là chúng ta mô tả là cái chỉ số đầu nhé. Thầy ơi, chia sẻ màn hình thầy ơi, em thấy màn hình ạ. Chia sẻ rồi gì nữa? À rồi rồi, dạ dạ thầy. đến dưới đây. Thấy, thấy, thấy chưa? Nhé. Dạ. Chỉ số đầu nhé. Sau đó là 2 chấm. Sau đó là chỉ số cuối đó. Thì cái này cái gọi là vùng chỉ số, thì cái này là một cái vùng nhỏ hơn của cái kiểu dữ liệu tuần tự, bắt đầu bằng chỉ số đầu và kết thúc bằng trước chỉ số cuối này,
trước chỉ số cuối nhé, không tính chỉ số cuối. Đó thì cái cách đây là cách mô tả một cái vùng dữ liệu. Anh em biểu thầy viết lại là thầy S này, S này nhé. Hà Nội này. Nào nhé, là đây là một cái số ký tự. Len của S bằng bao nhiêu? Len của S là bằng 15. Khi bây giờ thầy viết S này. 1 4 là cái gì? Đây là cái vùng chỉ số tính từ bắt đầu từ 1 1 2 3 0 0 kể 4 nhé. 1 2 3 gọi là đây là 3 phần tử là S1, S2, S3. Đó, đó là A chữ A dấu cách và N. Đấy. H là 0 này. A huyền là 1 này, dấu cách là 2 và N là 3, nhưng mà là S thì 0 1 4 đây là cái vùng dữ liệu. Như khái niệm slicing nhé. Chúng ta có từ dùng từ Anh là slicing. Đó, slicing. Thì tiếng Việt nó gọi là cái vùng chỉ số, là một cái vùng của cái toàn bộ cái chỉ số của cái phần tử, cái kiểu dữ liệu của chúng ta. Chúng ta có thể đây là áp dụng cho cả range này, cả list này, cả tuple này, cả string. Như như trên tôi đang nói là g nhé, g là như thế này, thì thầy có thể lấy là g 1 6, được không? Được. Thì nó là cái vùng từ 1 đến 6. Đấy, có thể là print nó ra nhé, print g 1 6 như thế này. Đấy, in ra. Đấy, vẫn đang in ra được. Phải dùng cái khác, dùng lên này là print không ăn thua, thôi không sao nhé. Đây như vậy là cái đây là như vậy là cái đây cách mô tả một cái slicing. Thì cái slicing nó còn có ý nghĩa nữa, là slicing nó còn có một cái nghĩa như này. Đây ví dụ như thầy viết là A nhé. A là như thế này. Bây giờ A này. Khi mà 0 này. 0 này. 4 đúng không? Khi biết như này này. Khi biết như này thì nó là A0, A4 đúng không? Không biết là A. Như thế mô tả toàn bộ đi. 0 này. 5 nhé. 5 như này thì nó là toàn bộ. Thì nó là toàn bộ cái dãy A. Nhưng mà thì biết như này thì sao? Nhưng thì A này. 0 này. Cách này. 5 này. 5 này. Nhưng mà cách nữa này. 1 thì là cái gì? 2. Đây. Thì đây nhé. Đây là chỉ số đầu này. Chỉ số cuối này. Đây là cái khoảng giãn cách. Tính tiếp chỉ số thì chỉ số trước sang chỉ số sau, như vậy là mặc định đây là 1 thì nó là giãn cách là 1, thôi là 1 2 3 4 5, nhưng mà đây là 2 thì nó sẽ cách ra như này. Mọi bạn xem lại, như thế nó sẽ là 1 này 3 và 5 nhá, 1 này 3 và 5. Như vậy là cái mô tả cái vùng chỉ số nó là như thế này, nó là chỉ số đầu nhá, chỉ số đầu, sau đó là 2 chấm, xong tiếp theo là chỉ số cuối, sau là 2 chấm, sau là cái khoảng tăng. Đây là công thức tổng quát của kia. Xoay xe lại chưa? Đây là công thức tổng quát của cái vùng chỉ số nhá. Chỉ số đầu này, 2 chấm là chỉ số cuối và cái khoảng tăng. Như vậy đây là một cái vùng chỉ số, bắt đầu một chỉ số đầu, kết thúc đằng trước chỉ số cuối, và cái khoảng cách tăng cái chỉ số là ở đây. Nếu khoảng cách tăng mà không có thì nó mặc định nó hiểu là 1. Chỉ số đầu mà mặc định không có thì hiểu là gì? Thì hiểu là 0. Còn chỉ số cuối đấy mặc định không có là hiểu là chỉ số cuối cùng của cái kiểu dữ liệu tuần tự, được chưa? Thì bây giờ thầy quay lại cái chỗ của chúng ta nhé. Đây A của chúng ta là như thế này nhé. Thế bây giờ thầy viết như này thì là các bạn hiểu là gì? Khi mà đây thì viết như thế này là cái gì? Viết như này thì là gì? Là chứng tỏ là cái chỉ số đầu là bỏ qua đúng không? Chỉ số đầu bỏ qua thì máy hiểu đó là chính là 0. Như vậy là khi mà viết A không có gì 2.4 thì máy hiểu cái này chính là gì? Chính là A0.4. Chính là từ đầu cho đến chỉ 4. Vậy thì viết ngược lại nhé. Thầy viết như này 2 như này thì là cái gì? Đây, viết như này thì là gì? Viết như này tức là bắt đầu bằng
chỉ số 2 mà kết thúc là không có gì cả, kết thúc không có gì cả thì máy hiểu là mặc định sẽ là chỉ số cuối, mà khi viết là A2 dấu chấm, hai chấm sau đó bỏ ra mà không có gì cả thì máy hiểu là A2 hai chấm và là 5 nhé. Phần cuối cùng đấy nhé. Len của A là mấy? Len của A đây là 5 mà, đúng không? Nó sẽ là như thế này. Bắt đầu một chỉ số A, 2, là 3, 4, 5 nhé. Nhưng các bạn đã hiểu chưa? Một khái niệm chỉ số chưa? Để đây như thế chúng ta chú ý cái khoảng cách tăng này nó có thể là số âm nhé. Đấy. Chúng ta chú ý này, cái khoảng cách tăng nó có thể là số âm. Chúng ta có thể viết như thế này. Khi viết số âm thì là chỉ số đầu là phải số lớn hơn, chỉ số cuối là số nhỏ hơn, và đây là một cái dãy lùi, cái khoảng chỉ số lùi từ chỉ số đầu và kết thúc bằng trước chỉ số cuối, và khoảng cách tăng là âm. Ví dụ như này nhé, A này, như thầy viết A5 đúng không? A5 là bằng mấy? A5 là A4 chứ đúng không? A4 A4 phần cuối cùng là 5 đúng không? Thì thầy viết A như này, A4 2.1 2.1 có được không? Được. Thì đây là cái bắt đầu bằng chỉ số 4 và kết thúc là trước 1 là 2, và cái khoảng cách tăng là âm 1, là nó là cái vùng chỉ số là lùi xuống từ 4 chuyển 2 nha. 5 4 3 được chưa? Đó. Cho nên khi viết A như này nhá, khi mà chúng ta viết như này máy sẽ tự hiểu là gì. Đây viết như này này, mặc định này trừ 1 thì mới hiểu là cái gì. Đây chính là khi viết này thì máy hiểu đây chính là cái dãy số ngược lại của A. Ngược lại của A là 1 2 3 4 5 thì cái A này này là cái dãy ngược lại của A, được chưa nào? Các bạn nhớ nhé. Nhưng mà cái chỉ số này là rất rất quan trọng, rất hay dùng áp dụng cả với string nữa. Vậy thì mình lên nhé, D C D E nhé. Đây nhá, anh nào ổn quá nhỉ? Không phải bổ yêu ơi, ba nhá. Khi viết S này thì việc thầy muốn viết cái sông ngược lại của S là viết thì viết như nào? Viết như này thôi, trừ 1. Vì là mặc định thì máy sẽ hiểu là gì, là bắt đầu chỉ số là cái đây là dãy lùi, cái chỉ số là cái vùng chỉ số là lùi, là âm, là cái khoảng cách tăng là lùi âm 1, cho nên là bắt đầu bằng chỉ số cuối và đến chỉ số đầu tiên, và đây như vậy là cái không có gì và trừ 1 đây thì hiểu gì, hiểu đây là cái dãy ngược lại của SC. Đây này, S là A, B, C, D, E thì lại đây chính là ngược lại là E, D, C, B, A. Bạn nhớ chưa? Thế như vậy là cái chỉ số nó có cái hay ở chỗ đó nhé. Thì một cái ý nữa hay nữa là như này. Cái kiểu dữ liệu range hay là kiểu dữ liệu string hay là tuple thì nó là kiểu dữ liệu không thay đổi. Chúng ta không thể gán được. Cứ gán cái này là sai nhé. Một. Khi tôi gán như này là sai này. Cái này là sai. Nhưng với dãy thì là được. Với list được. Như vậy chúng ta có thể là gán cả một vùng chỉ số luôn. Đây nhé, đây nó là A này. A là như này nhé. Bây giờ thầy gán cả một vùng chỉ số luôn. A bây giờ gán là từ 0 cho đến chỉ số là 2, tức là đây là dãy 0 đến 1, tức là gán hai chỉ số đầu tiên nhé. 0 7 chẳng hạn. Thì bạn hiểu gì? Là gán cái dãy 07 vào A0 cho đến A1. Như vậy là A0 sẽ bằng là 0 và A1 sẽ bằng 7. Thấy chưa? Như vậy là gán, không phải gán từng phần tử mà gán cả một vùng chỉ số được. Mình sẽ xem A nhé, A đây này. Đấy. Như vậy là trước kia là A0 là 1 thì bây giờ đổi lại A0 bằng 0. Đây. Trước kia A1 là 2, bây giờ đổi lại A1 sẽ bằng 7. Thấy không? Như vậy chúng ta gán cả một vùng chỉ số. Đấy, ý nghĩa của vùng chỉ số chưa? Bạn thấy không? Được chưa? Mấy cái bài tập như này nhé. Cái bài tập là cho trước một cái dãy như này nhé. Bây giờ toàn là 1 kìa.
nhé. Một như này, đúng không? Được chưa? Thế bây giờ mà bây giờ thầy biết như này nhé. Thì hỏi thì các bạn này, thì cái đèn là cái gì đây? Cái đèn là cái gì nhé? Nó là từ đầu đến cuối và cách nhân bằng 2, như vậy đây chính là các cái phần tử là với cái đây là cái vùng chỉ số của A với các cái chỉ số là 1 3 5 7, đúng không? 1 3 5 7, 1 này, 3 này, 5 này, 7 và 9, được chưa? Đấy, như vậy các cái chỉ số lẻ. Bây giờ thầy viết như này nhé. Vậy đây là thầy đếm này, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không? Len của A Len nhé. Len của A bằng 9. Như vậy là đây là có 5 phần tử này. Thế bây giờ thầy viết như này, A này 1, thử gán nhé, 3 4 5 6 7 phần tử, 5 phần tử. Đó, mình sẽ lấy A nhé. Thì các bạn thấy nhé, thì anh nhầm thì để số 1. Ôi rồi, bị nhầm bây giờ phải để về số 2 nên mới ra. Thế này để này thì là gán là chính là cái dãy A thôi, thì không được. Thôi được, tức là nôm na là chúng ta có thể gán nhé, chúng ta có thể gán không chỉ là một chỉ số mà là một vùng chỉ số. Nhắc lại nhé, nhưng mà khái niệm chỉ số chúng ta biết rồi nhé, nó là rất quan trọng đấy, cái địa vùng chỉ số. Bây giờ sang tiếp theo một khái niệm nữa rất quan trọng nữa là cái khái niệm là chỉ số âm. Thì như này nhé, chỉ số âm thì đây thì có một chút về cái số âm. Tức là nếu một cái vùng chỉ số nó như thế này đấy, thì Python cho phép xác định chỉ số âm là như sau. Chỉ số cuối cùng này là ứng với là âm 1 tăng dần, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5, cuối cùng đây là âm 6. Cái 6 đây là chính là cái len, cái độ dài của cái mảng đó hay của cái sâu đó nhé. Được chưa? Như vậy đây nó là phần tử cuối cùng của dãy đó, ứng với là chỉ số là âm 1, cho như thế thôi, và nó tăng dần như thế này, tăng dần như thế này, thấy không nào? Đó, thì đây là một cách viết. Bây giờ thầy viết nhìn như lại, nhưng mà thầy nói với lại nhé. Bây giờ A này, A là 3 4 5 6 7 nhé. Vì A trừ 1 là số mấy đây nào? A trừ 1 chính là 7, chính là phần tử cuối cùng. Cái chỉ số trừ 1 chính là chỉ số cuối cùng. Còn A chỉ số đây là trừ 5 thì nó chính là phần tử đầu tiên. Chúng ta nhớ hai cái giá trị nhé. Tức là cái phần tử đầu tiên của dãy là chỉ số là 0 hay là chỉ số là âm của len A, âm của cái độ dài len của cái dãy đó. Còn chỉ số cuối cùng là phần tử cuối cùng là có chỉ số là len A trừ 1 và ứng với nó là chỉ số âm là âm 1 nhé. Và chúng ta có thể sử dụng các cái chỉ số là âm ấy cũng tương tự như là đối với chỉ số dương. Thế thì đó là những cái phần mà quan trọng ở trong cái phần chỉ số này nhé. Cái chỉ đó đúng với cả đối với cái kiểu dữ liệu là range cũng vậy nhé. Kiểu dữ liệu là range, tức là kiểu dữ liệu là g cho nên là g này, g chính là range. Đấy thì là bản thân g nó cũng là kiểu dữ liệu tuần tự, chúng ta có thể áp dụng được như thế kia. Vì thế có thể thấy biết là g đây trừ 1 được. Đấy. Điểm bài tập nhỏ nhé. Cho trước dãy A bây giờ thay thế ba ký tự, ba dãy số, ba chữ số đầu tiên của A bằng 0 thì làm thế nào? Cho trước A bất kỳ, A bất kỳ đây không quan trọng nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
Bây giờ bài tập là gì? Là thay thế ba ký tự đầu tiên, ba số đầu tiên của dãy A bằng 0, làm như nào? Thế bây giờ chúng ta là ta dùng ấy thôi, chúng ta dùng đúng không? Ba cái vùng ba cái chỉ số đầu tiên của A sẽ là a là 0 2.2, đúng không? Thì chúng ta viết như này. Chúng ta gán thôi, 0. Đáng lẽ chúng ta phải dùng một cái lệnh for để chúng ta gán ba lần. 0 đến 3 chứ thầy. Gì? 0 đến 3 chứ, 0 3 phần 3. Tử đầu tiên. 0 đến 0 1 này. 2 đúng rồi, 0 đến 3 chính xác, bạn chỉ dẫn dựng đúng. 0 đến 3 nhá. Đó, 0 đến 3. Như là tức là nó dùng là số là 0 1 và 2 đúng không nào? Đấy, đáp án số như này. Mình biết ta kiểm tra A nhé. Nhưng mà là ba cái tự đầu tiên, ba cái số đầu tiên của A là đổi về 0. Vậy một lệnh này là thay thế luôn là cả bằng ba lần gán. Như phải gán A0 xong A1 A2 thì bây giờ dùng một lệnh là có thể gán được. Đó, thì đó là những cái điều mà chúng ta chú ý đối với cái cái kiểu dữ liệu tuần tự. Cái này đúng là cho mọi kiểu dữ liệu tuần tự nhé. Được chưa? Bây giờ thì nói sang phần tiếp theo, nói sang một chút về cái mô hình là dãy trong dãy, gọi là list of list. Cái này cũng rất quan trọng nhé. Thông thường ấy là cái này là cái gì, cái này là tức là nôm na thì nôm na là một phần tử của dãy, cũng có thể là một dãy khác. Thì cái mô hình ma trận là mô hình này. Thì bây giờ thầy có thể viết lại như này nhé. Giả sử thì cho một cái dãy mà mỗi phần tử của nó là một cái dãy khác. Thầy mô tả kiểu dữ liệu là như này nhé. Một kiểu dữ liệu mà mỗi phần tử của nó sẽ là lại là nó là một nó là gồm nó là một dãy hai phần tử, gồm là gồm có tên người và tuổi, ví dụ thế nhé. Đây à, chẳng hạn nhé, là phần tử đầu tiên này, xong tiếp theo như là 10 tuổi, ví dụ thế nhé. Như vậy là phần tử đầu tiên của A là gồm là một cái list khác, cùng hai phần tử là phần tử đầu tiên của nó là số ký tự Hà, phần tử thứ hai là số 10. Đấy. Tiếp theo nhé. Bình 12, ví dụ như này nhé. Đó. Quả nhìn kỹ nhé. Người thứ ba là An. Và tuổi như là 11, ví dụ thế nhé. Đóng lại. Đấy, như vậy là chúng ta vừa tạo ra là một cái dãy, lên một cái list A, được chưa? A có bao nhiêu phần tử nhỉ? A có bao nhiêu phần tử? A phần tử. Mấy phần tử? Mấy nhỉ? 6 phần tử. Không, phần tử. Không phải. Mấy nào? 3 thôi. A có 3 phần tử, được chưa? Phần tử thứ nhất A0 là cái gì? Phần tử thứ nhất A0 là một dãy A1 là bình 12 và A2 là An 11, được chưa? Đó. Thế bây giờ thầy muốn truy cập vào cái số ký tự là Hà thì làm thế nào? Thì là A1 đúng không? A1 A0 chứ. Đúng không? A0 là Hà một biệt. Muốn truy cập vào Hà thì phải thêm cái nữa đây. Không. Được chưa? Đấy. Thì ở đây chính là Hà này. Như vậy là cái A0 bản thân nó là một list đúng không? Thì đây là phần tử đầu tiên của cái list, của cái phần tử đầu tiên của A, được chưa? Đây chính là Hà. Thấy chưa nào? Còn A 0 1 thì là cái gì? Là giá trị bằng bao nhiêu? Cái nó sẽ là 10. 10 ạ. Đúng không? A0 đây là cái này. Đây là phần tử thứ hai, hay là địa chỉ số 1 của cái A0 này, nên là 1 ở đây là 10. Đấy. Như vậy chúng ta có thể tổng quát, chúng ta có thể mô phỏng một cái ma trận như này.
Được chưa? Như vậy là một cái ma trận là em ví dụ là mà n nhân n chẳng hạn thì nó chính là nó gồm có là nó là một cái list, một cái dãy gồm có n phân tử, mỗi phân tử đó lại là làm một cái dãy n phân tử khác, thì nó tổ gộp lại nó sẽ là làm nó là sẽ là một cái ma trận. Ở đây chúng ta hiểu đây của chúng ta chính là cái ma trận mà cái mục tiêu của nó là hai phân tử là gồm có một sâu và một cái số nhé, mô tả cái tên người, tên của học sinh trong lớp và tuổi của người đó. Việc pin ra thì nó cũng thế, pin a thì nó là cái nhé, pin a thì nó là cái này đó, vẫn là cái đó nhé. Thì bây giờ thầy làm thử một cái bài, thầy làm thử bài thì cũng bài này thôi. Bây giờ thầy muốn bây giờ in ra một cái bảng cho nó có ghi là người thứ nhất là Hà tuổi 10, người thứ hai là Bình tuổi 12, người thứ ba là An, học sinh thứ ba là An tuổi 11. Thì làm như nào? Đấy, hoàn toàn làm được nhé, mình làm thử nhé, vẫn cái bài này. A chính là cái này. A là một list các danh sách của học sinh trong lớp cộng với tuổi của học sinh đó. Bây giờ thầy muốn in ra một cái bảng lần lượt học sinh thứ nhất tuổi là Hà tuổi 10, học sinh thứ hai là Bình tuổi 12, học sinh thứ ba là An 11, thì làm như nào? Tổng quát cho lớp của chúng ta có thể có n người. Làm như sau nhé, rất đơn giản như này nhé. For, chúng ta chú ý cái lệnh for, nhưng mà đối với các phần tử của list đó là một list khác, thì chúng ta có thể mô tả như sau. For ở đây nhé, đây thôi được, tôi làm cái này đã nhé. Bây giờ thôi được, tôi làm bài 1. Bây giờ tôi muốn là ghi là học sinh số 1 là, thì phải gọi y for in range, đúng không? In range của len a, được chưa? Ồ, chữ gì đã bị ấy chưa? Thiếu y đúng không? Thiếu in, for y in range len a, được chưa? Làm cái một đã nhé. Range, sau đó thì thầy một sẽ in ra là học sinh thứ, đúng không? Print học sinh thứ, được chưa? Thứ phẩy y. Đấy, học sinh là thứ y nhé. Đây là máy sẽ tự động dưới cách cho mình để là được là, đúng không? Là sau đó lại in ra cái tên chính là A I 0, đúng không nào? Sau đó là tuổi phẩy a y 1, được chưa? Đó, print này, học sinh thứ 1 là tên là và tuổi là như thế này. Đó, thế đã đủ giống hoặc chưa? Thiếu không? Enter. Đấy, học sinh thứ 0, à ở đây nó bị học sinh thứ 0 1, 2 là Hà. Bây giờ thầy cứ sửa lại như này, thầy muốn sửa lại là học sinh đây là từ thứ 1 thì đi, thì làm như nào nhỉ? Sửa lại nhé, bây giờ bắt đầu bài này. Sửa như nào nhỉ? Sửa đây là y cộng 1 đúng không? Thì nó sẽ ra đúng. Đấy. Ở đây sẽ có gì chúng ta dễ bị thừa không nhá? Học sinh thứ ở đây không cần thiết phải có cách nữa. Rồi. Là để thấy không cần cách nữa, tự động máy cách rồi. Rồi. Được rồi đấy. Đấy. Học sinh thứ nhất là Hà tuổi 10, học sinh thứ hai là Bình tuổi 12, học sinh thứ ba là An tuổi 11, được chưa? Đấy. Đó là cái cách mà chúng ta. Bây giờ thầy muốn thầy sẽ in ra là một cái bài khác, thì cho xem nhé, không phải là y nữa mà thầy muốn nhỉ. Tên tuổi in a đấy, quả thấy không? Bây giờ đây khác ở đây nhá, for tên tuổi in a là gì?
tức là ở đây mà thân A nó là một cái dãy, một cái list, thì nhưng mà mỗi phần tử của A lại là một cái dãy hai phần tử, cho nên là không phải là for, không phải sau lệnh for là một biến nhớ, mà phải là hai biến nhớ để mô tả hai phần tử của A. Vậy là for tên tuổi in A, chúng ta hiện nay đã hiểu chưa? Đó, và print tên. Được chưa? Xong viết thêm những tuổi nữa cho nó yên tâm. Tuổi là tuổi. Đấy. Được chưa? Tên nhé. Tên với tuổi, như vậy là chúng ta thấy đây là một lệnh for rất là hay, tức là vừa hai bên nhớ là tên tuổi chạy dọc theo dãy A, mà dãy A mỗi phần tử của dãy A lại là một dãy con hai phần tử nữa, cho nên là biết là print đây là khi mà ta viết này thì là ta cho hai cái bên nhớ tên tuổi là duyệt theo dãy A, và tên này sẽ đi với chính là cái phần tử Hà Bình An, còn tuổi đi đúng cái phần tử là 10, 12, 11. Đó. Đấy. Hà tuổi là 10, Bình tuổi là 12 và An tuổi là 11. Wow, được chưa? Bạn thấy là những cái lệnh for này là rất là hay không nào? Nó đặc biệt chưa? Đấy. Được chưa? Thì đó là cái mà chúng ta có hiểu không nhỉ? Đấy. Chỗ này là hơi khó một chút, tức là khi đi sâu hơn về cái khái niệm mà chỉ số này, vùng chỉ số này của các kiểu dữ liệu tuần tự của cái Python ấy là nó tương đối phức tạp, nhất là chúng ta bắt đầu đi vào cái khái niệm là list của list, tức là khái niệm là cái ma trận nhé, thì nó sẽ càng khó. Được chưa? Dạ thầy ơi, trong trường hợp mà cái dãy con nó không có đều nhau về cái số phần tử thì mình có duyệt theo cái dùng cái for in này được không? Trường hợp mà nó các dãy con của nó thì lúc là các phần tử con ấy thì lúc thì nó là list, dạ. Lúc hai tuổi thì chịu, thì mình không thể kiểm soát được, chịu. Ở đây là mình phải bảo đảm rằng dạ. Nó phải đúng như vậy thì mới được, mình phải kiểm soát từ trước rồi. Được chưa? Thì mới làm được như thế này. Còn mình không biết trước thì không thể chịu thôi. Không thấy thế này là không được. Dạ. Dạ không, ý em là dãy con là lúc nào cũng phải có số lượng phần tử bằng nhau, vì phần tử thứ nhất là có hai phần tử con, phần tử thứ hai cũng hai. Không phải, có thể thoải mái được. Thì mà vật lý thì nghĩa là thoải mái đấy chứ không có gì cả nhé. Như phần tử nhất là không này, phần tử hai là một, phần tử hai là một này, phần tử thứ ba lại là gì? Này cái cô di chuyển được xuống nhà mình chơi. Phần tử thứ ba này là ví dụ như là di chuyển đi. À, được hạn đúng không? Rồi chẳng hạn như này, đúng không? Phân tử khác đi, đúng không? 1, 2 chẳng hạn, thoải mái đúng không? Dạ, nhưng lúc đó mình cho là tên với tuổi duyệt theo đó thì nó sẽ duyệt tuần tự như thế nào á thầy? Nó sẽ lỗi. Với cái này thì khi vào cái lệnh này, cái tuổi lên vào cái lỗi này. Đấy, dạ. Dạ. Mình phải biết trước cái này. Đó, hiểu chưa nào? Mình kiểm soát chắc thì mình làm được. Còn không kiểm soát được thì mình không thể làm được, thì là bị lỗi ngay. Cho nên khi làm việc với cái cấu trúc phức tạp của list là nó khó đấy, nó không dễ nhé. Nhất là khi thông thường chúng ta chỉ làm việc với các dạng list mà list là ma trận thôi, là list của list. Ma trận là ví dụ M như N chẳng hạn là rất là chú ý, rất là phức tạp, rất dễ bị sai. Được chưa? Đấy, nhé. Đó, thì đó là cái phần phần nâng cao đấy, tương đối khó của cái Python. Thì bây giờ chúng ta bây giờ thầy thử làm thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập nhỏ như này, là chúng ta nhập từ bàn phím vào các cái dãy số và chúng ta nhập thành cái ma trận và in ra cái ma trận đó. Thì bây giờ thầy làm thử nhé. Bây giờ thì là in trước nhé. Bây giờ như này nhé, bây giờ sửa cho A này, mặt trận thường cho như thế nào, thường cho là kia theo hàng thứ nhất nhé, là 1, 3, 6, đó là hàng thứ nhất. Hàng thứ hai nhé, hàng thứ hai là ví dụ như là 3, 7, 10. Hàng thứ ba là 14, 1, 0.
được chưa? Đấy. Đấy. Thì nhé, thì là ví dụ như A này, A là 1, 2 là cái gì? A 1, 2. Thế đây là gì? Đây là cái phần tử của hàng thứ nhất. Như này, của hàng thứ nhất nhé, là cái hàng này này. Và đây là phần tử thứ hai của hàng thứ nhất. Thì cái này chính là gì? Phần tử thai chính là, đây chính là 6 đúng không? Đây chính là 6 đấy. À, nhất đây là ở cái đây chứ đúng không? Đây là cái phần tử số 2. Đây, vì các cái mặt trận là nó tính theo cái là list nó chiếu tính từ 0 mà. Phần tử A1 chính là phần tử này. Đúng không? A1 là 2 nữa chính là 10. Đó, như vậy là A Y G là phần tử của hàng thứ Y và cột G. Hàng Y thì tính như 0 và cột G cũng tính như 0 nhé. Như vậy là đây là hàng này, là hàng 1 này, hàng 2 này, đây là hàng 0 chứ, hàng thứ 0, hàng 1 này và hàng 2, cột đây, cột 0, cột 1 và cột 2, cột 0, cột 1, cột 2, cột 0, cột 1, cột 2, được chưa? Đấy, các bạn có hình dung được không? Đó, thế bây giờ với cái ba trận này, việc thấy in ra, ba trận thì in ra như thế nào? Để các bạn nhìn nhé. Điều muốn in ra cái ba trận này, thì cái dạng là 1, 3, 6 xuống dòng, 3, 7, 10 xuống dòng, 11, 4, 11, 14, 10 làm như nào? Đây tôi làm như này, các bạn dựa lệnh này. For i này, thì biệt thầy tính luôn n trước, thầy tổng quan n luôn, n bằng này, n bằng len a nhé. Đây, n ở đây là n ở đây là 3 đấy, biệt thầy làm nhé. For tổng quát luôn đấy, for này i in range n, làm tiếp for g in range n, và thì là đây thì print a i g, được chưa? Bây giờ thì ở đây là for i là theo từng hàng một, hàng một, hàng hàng không, hàng một, hàng hai, đây là cột g và cột đây g bằng 0, 1, 2 thì print đây là print phần tử a g theo một hàng ngang, thì theo hàng ngang thầy sẽ viết là phải viết như thế này để cho nó bảo đảm một hàng ngang. Được chưa? Đó, hàng ngang. Vậy in bao thì sau đó thì thầy sẽ đây, thầy sẽ xuống dòng, chúng ta sẽ phải xuống dòng, lệnh print 0 là xuống dòng. Đấy, thì đây chính là cái lệnh. Đây chính là cái lệnh mà để in ra một cái ma trận. M như n phần tử. Được chưa? Đây là n, ma trận vuông thì n n. Còn ma trận m n thì đây là m, đây là m, đây là n. Đấy, in ra là 1 3 6 nhé, 3 7 10 14 14 10. Chúng ta nhớ cú pháp đấy nhá. Đây là cái cú pháp mà cái lệnh để in ra một cái ma trận, thì khi mà làm bài tập nâng cao hơn ấy là phải dùng rất nhiều ma trận. Thì chúng ta sẽ được học, và có lẽ buổi sau chúng ta sẽ học lệnh, chúng ta sẽ nhập một cái ma trận số từ file vào trong máy tính nhé. Thế bây giờ thầy làm mẫu cái bài. Làm mẫu cái bài là chúng ta hôm nay chưa học cách nhập mà đọc ghi từ file, chúng ta sẽ nhập từ bàn phím thôi. Làm từ sau đây nhé. Bây giờ thầy sẽ nhập lần lượt các cái hàng, mỗi hàng là n số từ bàn phím nhé. Và sẽ đưa vào phần mềm, sẽ biến đổi thành số và đưa vào một cái dãy số là list của list, và tạo thành một cái ma trận, và cùng là in ra cái ma trận đó. Rồi nhé, mình làm thử bài mẫu thì làm trên cái phần mềm này cho nó hình dung nhá. Mà tập ngắn là viết chương trình nhập từ bàn phím số n, sau đó là nhập lần lượt n cái hàng, n cái dòng của cái các phần tử của cái hàng của ma trận đó nhé. Để xong cái bài cũ đi, để chưa dùng đến nhé. Bây giờ đây bài tập như này nhé. Đây là cái bài tập là nhập từ bàn phím. Thì viết đây cho này, nhập từ bàn phím ma trận
n nhân n nhé, được chưa? Chúng ta sẽ sắp xếp in ra, được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta các bạn xem tôi làm, vừa sẽ làm cẩn thận vừa hiểu bài nhé. Đầu tiên chúng ta nhập n trước, thì n là nhập này, in này, input đúng không? Thế rồi nhập mà số tự nhiên in n, đây chính là cái được chưa, đây chính là cái phóng to nhìn dễ nhé, đây chính là ma trận n đây. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt là nhập, thật sự viết là nhập hàng thứ nhất, nhập các số hàng thứ nhất, nhập các số hàng thứ hai, cứ như vậy nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta for y, chúng ta nhập và chúng ta đứt, chúng ta đưa vào luôn cái nhập xong ta đưa luôn vào luôn ma trận a. Rồi bây giờ thầy sẽ làm như này nhé, thầy sẽ viết luôn. Đầu tiên thì gán thì tạo cái ma trận a là rỗng này, làm một dãy rỗng này, được chưa? Và thầy sẽ nhập vào nhé, được chưa? For y này, for y in in range n, đúng không? Thì mình viết là bây giờ nhập vào này, thì viết mình dùng cái line nhé, line này bằng input này, input nhé, nhập các số hàng thứ mấy nhỉ, cộng với gì, hàng y là không như là hàng thứ nhất, thì ta cộng với gì, cộng với là str của y cộng một, được chưa? Đấy, để chúng ta cũng giúp cách cho nó dễ nhìn nhé, chúng ta cộng thêm vào đây cái này đó cho nó dễ nhìn đấy. Thì sau lệnh này thì chúng ta nhập mà một dãy n số trên bàn phím, sau đó máy sẽ đưa toàn bộ cái sâu đó vào trong cái biến là biến line, thì chúng ta sẽ phải biến đổi cái line nó lại nhé. Để chúng ta sẽ line, chúng ta dùng lệnh gì, split nhé, dùng lệnh split nhé, chúng ta nhớ lại cái lệnh split. Chúng ta dùng lệnh này nhé, là chúng ta tách ra, tách ra. Và bây giờ tôi sẽ mà và tôi sẽ lần lượt tôi lấy phần tử của line ra. Khi dùng lệnh này rồi ý, thì cái line bây giờ nó không phải là một sâu ký tự nữa, mà nó là gì, line nó là gì, nó là một cái dãy, một cái list bao gồm có là n cái ký tự. Thì chúng ta sẽ cho từng cái tự một đó vào trong một cái dãy và sau đó đưa vào a. Thì thầy dùng cái tem nhé, tem đây là gán, cái đây chúng ta phải có một cái dãy phụ, được chưa? Sau đó là như sau này, for này, y in range, đây các bạn chịu khó không? Thầy sẽ lấy lần lượt cái số đó mà thầy sẽ đưa vào, thầy dùng cái hàm tem này, thầy dùng cái append vào nhé, append vào từng phần tử một của line nhé. Nhưng mà là ta phải biến đổi, ta phải dùng int, dùng số của int nhé, int của line y này. Tức là sau cái lệnh này này thì line nó sẽ đang ở trên này, line là một số ký tự. Sau lệnh này thì line nó sẽ là một cái dãy, một cái list. Thì mỗi phần tử của nó là một kiểu ký tự. Chúng ta sẽ phải biến đổi nó sang kiểu số nguyên và đưa nó vào một cái mảng phụ là tem. Được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái này vào a. Đưa cả một cái dãy đó vào a. Đấy. Thì sau n lần này thì ta nhập xong. Để chạy thử nhé, bây giờ thầy lưu lại cái này đã.
lưu lại cái này cho thầy chạy thử lỗi thì thầy sẽ sửa sau nhá. Cái bài mình để ở đâu nhỉ? Thì lưu vào đấy để thầy kia thì ở trong cái chỗ này thì phải ở đây. Online classes Python. Hôm nay là buổi thứ 8 rồi đấy. B8 nha. Bài 1 của B8 nhé. B1. Nó sẽ thử nhé. Thử xong là lỗi ta sẽ chúng ta có thể đây. Nhập xuất yên là 3 đấy nhé, đơn giản nhé, 3. Như vậy. Hạng nhất này thì nhập là 1 này, 2 này, 10. Ôi bị lỗi. For in. Chỗ này để gửi xem lỗi chỗ nào nhé. Đấy, các bạn thấy nó rất rất dễ lỗi đấy. Clip đây là nó tách ra một ký tự hay là một số ạ? Số 10 là gồm 2 ký tự thôi. Không, nó tách ra từ bởi dấu cách mà. Khi mình nhập cái này nhá, 1, 2, 10 thì nó sẽ tách ra thành là 3, nó sẽ tạo ra là một cái để kiểm tra một chút nhé. Để kiểm tra thì biết cái này thay lỗi ở đâu nhé. A này. Một này, hai này, mười nhá. Yeah, A này, split. Đấy, thì A nó... À, thế này là chưa được vì là A tách ra nhưng mà nó phải... lỗi A nó không đổi được, mình phải... đây mình nhầm, thầy nhầm chỗ này thôi, tức là A nó như cũ, mình phải gán nó cơ, mình phải gán đây, thầy sửa một tí nhá, thì này sửa này mình sửa lại đấy, thế này mới được, nhiều khi không để ý nhá, tức là bản thân này nó tách ra nhưng mà nó không, bản thân cái line nó không thay đổi, vì muốn thay đổi là phải mình gán như này nó mới thay đổi được nhá, vì làm thầy làm lại này nhá, mình là 3 này, 2 này, 3 này, 10 này, hàng thứ hai này 11 này, 12 này, 13 này. Hàng thứ ba là 1 này, 0 này, 100 này. Đấy. Bây giờ thầy quên thử in, phải in ra đó thì thầy in ra nhá. Bây giờ là như vậy xong rồi đấy, thì in đây này. Tôi nhớ lại những cái này là in nhá. Người em làm test em đi thấy có chỗ như đặc điểm sao? Có in thì thầy biết thì in ra in này. Range and thì quên không in ra. For g in range n nhá. Green. Bây giờ là ngược lại nhá. A này. E A này, E này. G này. Nhá. N lên vậy đấy, lại in cũng dài như vậy nhá. Để cho thầy công lại in nữa đây, để cho nó xuống dòng. Đấy. Được chưa? Như vậy là đây là đoạn trình là nhập từ bàn phím vào cái ma trận A. Các n dòng, mỗi dòng lại là n số, có đây là in nhá, in ra cái ma trận A đó nhá. Để tôi chạy thử nào. 4 số đi. Nhá. Nhân là 1 này, 4 này, 7 này, 9 này, hàng thứ hai là 0 này, 0 này, 11 này, 12 này, hàng thứ ba là 10 này, 15 này, 14 này, 1 này, hàng thứ tư nhé, 16 này, 20 này, 80 này, 100. Đấy, in ra nhé. Thì có phải là đây 1479 đây. 479 nhé, hàng thứ hai 00112 đây, 0112, hàng thứ ba là 10 15 14 1 15 14 1 và hàng thứ tư là 16 20 80 100 đây. Đúng không? Vậy in ra là chính xác rồi
Đó, các bạn thấy không? Tức là một cái bài tập đơn giản thôi. À, nhưng mà là cái khi mà chúng ta làm việc với cái ma trận ấy, thì nó ta chú ý là nó tương đối phức tạp nhé. Đó. Thì đó, như vậy là chúng ta vừa hôm nay chúng ta học một bài tập đơn giản thôi, những phần đơn giản thôi là cái phần liên quan đến chỉ số, và thì nay chúng ta học là vùng chỉ số âm và kiểu dữ liệu tuần tự nhé. Bây các bạn ghi vào đây và các bạn ghi một số bài tập đi. Bài tập phần này thì rất là nhiều, nhưng mà thôi được, chúng ta là cái lớp cơ bản nên mà tôi chỉ cho ngoài bài tập đơn giản. Còn bài tập phần này thì là vô cùng nhiều. Đến ngày hôm nay là chúng ta đã học được về list này, về sâu này, cùng chỉ số này. Chúng ta đã học cả về list của list là ba trận. Thì như vậy phần này là cái phần mà có vô cùng nhiều bài tập khác nhau. Thì một tập dễ rất khó, nhưng đây tôi chỉ viết cho các bạn một vài bài tập đơn giản thôi nhé. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Bạn có hiểu không? Có hiểu gì không? Dạ hiểu ạ. Ừ, thế nhé. Thì dạ em cho thầy ạ. Buổi hôm sau chúng ta sẽ học, mà có lẽ buổi sau là buổi cuối cùng đấy, chúng ta sẽ học về làm việc với file nhé, đọc và ghi file. Chào các bạn nhé.